Xin kính chào quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Những lời chúc tốt đẹp cho một tuần mới là lời đầu tiên mà Phương Hiếu và Nguyệt Hằng xin được gửi đến quý vị khán giả. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 2 năm 2015 sẽ có những nội dung sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương 85 gương đảng viên trẻ tiêu biểu. Năm 2015, cả nước phấn đấu đạt khoảng 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá cá tra tăng, người nuôi lãi khoảng 2.000 đồng 1 kg. Sản xuất công nghiệp Vĩnh Long phấn đấu vượt khó. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức tọa đàm công đoàn tham gia giới thiệu phát triển đảng viên công nhân. Theo ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã quan tâm tới việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét. Tuy nhiên, số công nhân lao động trực tiếp sản xuất chỉ chiếm khoảng 8% trong tổng số hơn 360.000 đoàn viên được kết nạp vào đảng. Ông Đặng Ngọc Tùng nhận định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Cùng với đó, điều kiện sống, làm việc, sinh hoạt của công nhân còn hạn chế, nên họ ít quan tâm đến việc tham gia sinh hoạt tổ chức chính trị xã hội, mà chỉ tập trung vào các vấn đề như thu nhập, tiền lương. Vì vậy, các cấp công nhân, công đoàn cần làm tốt công tác chăm lo, phối hợp với chủ doanh nghiệp, giải quyết tốt các vấn đề tác động đến tư tưởng của công nhân lao động. Tập trung giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống người lao động như tiền lương, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và môi trường làm việc. Các đại biểu đều cho rằng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Vì vậy, theo các đại biểu cho rằng cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động theo hướng thiết thực gần gũi hơn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Sắc Son Lời Thề do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với nội dung giao lưu và biểu dương 85 gương đảng viên trẻ tiêu biểu của thành phố trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra dạo hôm qua tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là dịp để ôn lại 85 năm vẻ vang của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực sự trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng. Cũng trong chương trình, nhiều gương đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc đã được vinh dự tham gia giao lưu, chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình khi đứng trong hàng ngũ Đảng, cũng như mong muốn đóng góp để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh. Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã tuyên dương 85 gương đảng viên trẻ là cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu vươn lên trong học tập, lao động, rèn luyện, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, gương mẫu trong các phong trào được đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân tín nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày hôm qua đã diễn ra trọng thể lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến 72 mẹ. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố đã tham dự. Tại buổi lễ, danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng đã được trao đến 10 mẹ còn sống và truy tặng 62 mẹ đã qua đời. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 3.921 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải đã khẳng định, chúng ta đời đời tri ân biết ơn những công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, của các mẹ Việt Nam Anh Hùng. Sự hy sinh cống hiến của các mẹ là vô cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng thể hiện sự ghi công của Tổ quốc đối với công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các mẹ. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Vĩnh Long, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cũng vừa long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đợt này, tỉnh Vĩnh Long có 219 mẹ được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
trong đó 20 mẹ được phong tặng và 199 mẹ được truy tặng. Đây là việc làm nhằm ghi nhận, tôn vinh và trân trọng công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, qua đó bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các mẹ đã có nhiều thành tích cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua 20 năm thực hiện pháp lệnh Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tỉnh Vĩnh Long đã có hơn 2.500 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 5.778 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh Quảng Trị, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2015. Cụ thể, tỉnh Quảng Trị được cấp 669 tấn gạo, tỉnh Lào Cai 162 tấn gạo, tỉnh Nghệ An 3.349 tấn gạo, tỉnh Tuyên Quang 278 tấn gạo và tỉnh Bình Định là 1.320 tấn gạo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn thì các tỉnh báo cáo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ. Thưa quý vị, nhằm tiếp thêm sức mạnh giúp các chiến sĩ nhà giàn DK1 vững chắc tay súng canh biển rời Tổ quốc trong những ngày Tết Ất Mùi, tại Tiểu đoàn DK1 Vũng Tàu, 70 đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên khối dân chính đảng thuộc Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn vừa tặng quà và giao lưu cùng các chiến sĩ DK1 với chủ đề Xuân đầm ấm, xuân yêu thương cùng các chiến sĩ nhà giàn DK1 dùng 2 hải quân. Trong khuôn khổ của buổi giao lưu thì hai đơn vị đã tổ chức giao hữu bóng chuyền, cầu lông, thi cắm hoa, bày băm ngũ quả, xem phim tư liệu DK1 25 năm vững vàng nơi đầu sóng cùng các chiến sĩ tập 16 động tác võ thể dục buổi sáng, thăm tàu chiến đấu của lữ đoàn 171 tại cảng vụ và giao lưu văn nghệ. Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên tiểu đoàn DK1 cho biết, quà xuân đã đến tay tất cả cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 với tinh thần vui xuân mới, không quên nhiệm vụ đón Tết vui tươi, sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ chiến sĩ DK1 quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công trong những ngày Tết đến xuân về. Tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 1 năm 2015, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, kiên định và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015 đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tính toán, cân đối, báo cáo và bố trí thêm kinh phí cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung chỉ đạo và tăng thêm nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tính toán, cân đối, báo cáo và bố trí thêm 15.000 tỷ đồng cho chương trình hết sức quan trọng này. Thủ tướng khẳng định, mục tiêu cuối năm 2015, cả nước có khoảng 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là khả thi và phấn đấu đến năm 2020, cả nước có khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng nên người nuôi rất phấn khởi và có lãi khoảng từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long, giá thành sản xuất cá tra dao động từ 22.000 đến 23.000 đồng 1 kg, trong khi giá cá tra nguyên liệu được các doanh nghiệp chế biến mua vào hơn 24.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, người nuôi có lãi từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 1 năm 2015 ước đạt 186.000 tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đối với cá tra, diện tích nuôi của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tháng này đạt 2.100 hectare, tăng 0,8% và sản lượng ước đạt 24.000 tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh có diện tích và sản lượng đều tăng như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long. Trong đó, Bến Tre đạt sản lượng lớn nhất vùng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Công Thương Vĩnh Long, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 duy trì được mức tăng trưởng khá. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực chủ động nắm bắt chính sách hỗ trợ của nhà nước, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh tốc độ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Trong năm, ngành công thương đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công thương từng bước đi vào nề nếp. Sự phối hợp giữa sở và các địa phương đơn vị ngày càng chặt chẽ hơn. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so với năm 2013, trong đó ngành khai khoáng tăng 9,7%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 12%, sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng gần 8,5%, cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,8%. Tính cả năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 19.625 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2013. Thưa quý vị, nhìn chung sản xuất công nghiệp Vĩnh Long năm 2014 đã cơ bản thoát khỏi khó khăn, có sự phục hồi và tăng trưởng khá mạnh, đứng hàng thứ ba trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chỉ số sản xuất công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long là 10%. Năm 2015, ngành đề ra chỉ tiêu, giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt 22.000 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13% so với năm 2014. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc vận động hiến máu tình nguyện với chủ đề Ngày Chủ nhật đỏ Cần Thơ lần thứ 7 năm 2015 do báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức. Trên 700 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến từ các quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tham gia ngày hội với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Ngày hội hướng đến mục tiêu tuyên truyền, quảng bá cho phong trào hiến máu tình nguyện, vận động học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân và tuổi trẻ khắp nơi trên địa bàn cả nước hưởng ứng hoạt động ý nghĩa hiến máu cứu người. Và cũng trong hôm qua ngày 1 tháng 2, tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, thành đoàn hiệp Hội Liên hiệp Thanh thiếu thanh niên thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng báo Tiền Phong cũng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 7 năm 2015. Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng báo Tiền Phong liên kết phát động nhằm bảo đảm nguồn máu cấp cứu người bệnh trong dịp Tết, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng thời nêu cao trách nhiệm của giới trẻ đối với xã hội, giáo dục và định hướng đời sống lành mạnh, biết chia sẻ với cộng đồng. Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ, quân nhân của các cơ quan trực thuộc thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tham gia. Ước tính thu về được hơn 800 đơn vị máu các loại. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tuần qua, Cảnh sát Giao thông ở tỉnh Vĩnh Long kết hợp với lực lượng Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động và Cảnh sát Hình sự tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Qua kiểm tra cho thấy, trong những trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, người điều khiển mô tô, xe gắn máy trên 95%, gần 5% còn lại là người lái xe ô tô. Đa phần các trường hợp vi phạm đều sử dụng rượu bia vượt trên 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tất cả những trường hợp vi phạm, kể cả mô tô, ô tô đều bị tạm giữ phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Ban Giám đốc Công an tỉnh cho biết, qua 3 tuần liên tiếp kiểm tra nồng độ cồn đã góp phần kéo giảm đáng kể 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với 3 tuần liền kề trước đó. Cụ thể đã kéo giảm 8 vụ tai nạn, 25 trên 33 vụ, kéo giảm 3 người chết, 5 trên 8 người, giảm 5 người bị thương. Kết quả này bước đầu cho thấy việc kiểm tra nồng độ cồn đã làm cho người điều khiển phương tiện ý thức hơn, từ đó có sự điều chỉnh hành vi sử dụng rượu bia phù hợp hơn. Cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng cho biết thêm sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra xử lý thật nghiêm những trường hợp sử dụng rượu bia quá nồng độ hoặc là sử dụng chất kích thích khác rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc phát hiện và xử phạt vi phạm nồng độ cồn được xác định trên cơ sở kết quả đo của thiết bị chuyên dụng. Vì vậy, những trường hợp sử dụng rượu bia quá mức điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tại ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, có một ngã tư giao giữa đường tỉnh 908 và đường liên xã Thuận An, Rạch Sậy. Tại đây thì thường xuyên xảy ra tai nạn, va chạm giao thông. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự truyền hình Vĩnh Long. Điểm giao cắt nói trên được người dân địa phương gọi là ngã tư Rạch Sậy, thường đông đúc nhất vào những giờ cao điểm khi học sinh và người dân đi làm khoai trở về nhà. Theo nhiều người dân, tại đây thường xuyên xảy ra va chạm tai nạn giao thông với nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không thực hiện tốt các quy tắc giao thông, không chịu nhường nhịn nhau. Bên cạnh đó, cũng còn một nguyên nhân không kém phần quan trọng, đó là chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
ở bên Đồng Tháp nó qua, rồi như trên đây mình đi xuống đó, rồi nhiều khi là không có đèn bảo hệ đèn báo đó, nhiều khi qua lại nó cũng có nguy hiểm cho bà con đã làm hai đây, cũng có một số dọ quẹt, có giao thông ở đây rồi cũng nhiều đó, rồi người ta cũng có tới đây khi là cũng bớt lại, rồi nhiều khi không có giao thông thì cũng đi, nhiều khi cũng giao quẹt. Mình người dân đi làm khoa mình mong muốn cũng có cho nhà nước đó, làm cái đèn báo đó. Để cho nhiều khi người ta tham gia giao thông bên đây bên kia qua lại cho nó biết là người ta mà giảm bớt tốc độ vậy đó, đừng cho đừng gây cái tai nạn. Ngã tư này không có đèn vàng báo thì xe cộ nó đông qua lại, rồi ví dụ người này dành người kia dành rồi sẽ thường sẽ gây tai nạn. Theo người dân ở đây thì nên là gắn mà đèn vàng nó báo hiệu cho người dân đi qua lại là an toàn. Chạy không có chú ý rồi không bóp kẹn rồi tới ngã tư rồi chạy tốc độ không kẹn rồi tai nạn xảy ra. Tôi đề nghị gắn đèn đang khỏi tai nạn xảy ra. Ý kiến của người dân, người tham gia giao thông tại đây cũng đã được phản ánh đến Ban An toàn Giao thông huyện Bình Tân. Trong hội nghị tổng kết năm An toàn Giao thông 2014, ý kiến này cũng được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện kiến nghị đến tỉnh cho phép lắp đặt tại ngã tư này một đèn tín hiệu giao thông và tại ngã ba dốc cầu Chú Bèn giao với đường vào xã Thành Đông một đèn tín hiệu giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao tại các khu vực nêu trên. Mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin đáng chú ý trên các báo số phát hành sáng nay. Trước tiên là những thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang nhất và trang 3 của báo Tuổi Trẻ có bài phỏng vấn Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Nguyên Tổng Bí thư cho rằng đã có bộ máy quyền lực thì phải có cơ chế giám sát. Một đảng duy nhất cầm quyền cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực chống lạm quyền. Dù ở đâu làm gì, còn công tác hay không cũng không được quên nhân dân, lắng nghe dân để xây dựng đảng. Đường về quê dịp Tết ra sao là tiêu đề bài viết được giới thiệu nổi bật trên trang nhất và trang 5 của báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay. Trả lời câu hỏi này, các cơ quan chức năng cho rằng hiện còn nhiều vấn đề đáng lo ngại nhưng mọi việc sẽ tốt hơn vào những ngày cận Tết. Nhiều tuyến đường quan trọng sẽ được thông xe trước Tết. Trong đó, từ ngày 8 tháng 2, tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ thông xe toàn tuyến, rút ngắn hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Liên quan đến Tết Nguyên Đán sắp tới, trên trang nhất và trang 6 của báo Tuổi Trẻ cho biết, dù còn hơn 2 tuần nữa đến Tết Nguyên Đán, nhưng hiện nhiều nhà vườn, cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tấp nập đưa mai Tết ra phố, cây kiểng các loại cũng bắt đầu rục rịch nhập về bán Tết. Theo đánh giá của người bán, năm nay tuy thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến nhiều nhà vườn, nhưng nhìn chung lượng qua cây kiểng chân Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá dồi dào với giá bán ổn định như mọi năm. Thưa quý vị và các bạn, trong khi có không ít giáo viên dạy thêm chỉ vì vấn đề thu nhập, thì cô Nguyễn Thị Dư, 66 tuổi, ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chỉ vì cái chữ cho trẻ em nghèo. Cách trung tâm thành phố Biên Hòa không xa, một ngôi trường đặc biệt nằm nép mình trên con đường thuộc khu phố 8, phường Long Thành. Đặc biệt vì cả trường chỉ có một lớp học, chia 3 ca dạy liên tục từ sáng đến chiều. Tại ngôi trường này, trong suốt gần 10 năm nay, cô Dư đã phổ cập tiểu học miễn phí cho gần 500 trẻ em nghèo. Thông tin chi tiết được đăng trên trang 12 của báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ hôm nay còn có những bài viết đáng chú ý với nhan đề kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia dự kiến đăng ký môn thi từ ngày 15 tháng 3. Trữ hàng Tết coi chừng bà quả. IS hành quyết nhà máu Dực. Nước Nhật đau đớn và phẫn nộ. Cán bộ ngân hàng Aribank ở Thành phố Hồ Chí Minh ôm 17 tỷ đồng bỏ trốn. Ba mẹ con chết dưới sông Dàm Cỏ Tây ở Long An. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin được đăng tải trên trang báo Thanh Niên số phát hành sáng nay vẫn là những vấn đề nóng hổi tính thời sự. Điểm mặt hàng thiết yếu chay ì giảm giá, nâng cao kiến thức cho thanh niên nông thôn, sắp xếp tổ chức lại những cơ quan báo chí hoạt động không hiệu quả, sòng phẳng, không sợ bị thiệt và những thông tin an ninh trật tự đáng quan tâm như khám bệnh ở quán cà phê, phá vụ án giết người rúng động vùng biên, v.v. Thưa quý vị, với tiêu đề điểm mặt hàng thiết yếu chây ì giảm giá, báo Thanh Niên số ra hôm nay thẳng tay chỉ điểm một số mặt hàng thiết yếu, một số doanh nghiệp không chịu giảm giá dù cho phí sản xuất giảm mạnh.
Bài báo đặt vấn đề, với tư duy giá hàng hóa Tết phải tăng, nhiều doanh nghiệp người bán lờ đi chuyện giá xăng dầu đã giảm hơn 30% mà không giảm giá hàng hóa, thậm chí có một số mặt hàng còn tăng giá. Trong đó, giá bia rượu trong những ngày gần đây tăng từ 5 đến 6%, còn giá phân bón thì đang giảm nhưng giá giảm nhỏ giọt, chỉ 100 đồng trên 1 kg. Bài báo có nhiều thông tin hay và cụ thể, quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc. Cũng trên báo Thanh Niên số ra sáng nay có bài viết lên án một nhóm xe đầu máy vỏ đã lừa người bệnh trong nhiều ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh, bài báo cho biết. Gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhóm người tự xưng là vỏ đường khắc khổ Đinh Nghĩa Đường, thu hút nhiều người theo kiểu sơn đông mãi vỏ, qua đó dụ con mồi đến quán cà phê để phán bệnh và bán sản phẩm chữa bá bệnh. Phóng viên báo Thanh Niên đã thâm nhập vào hoạt động của nhóm này và phát hiện nhiều chiêu bài lừa đảo. Bài viết khá hay và có ý nghĩa, mọi người cần xem và cảnh giác. Cũng trên báo Thanh Niên số ra hôm nay còn có nhiều thông tin mới hấp dẫn khác. Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho hơn 29.000 hộ nghèo. Nghệ An triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ mỹ phẩm giả. Cháy nổ kho phế liệu ở tỉnh Bình Dương, người dân hoảng loạn. Một người tử vong vì bị đánh hội đồng ở Nghệ An. Một trưởng phòng giao dịch ngân hàng mất tích cùng 17 tỷ đồng và nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Bây giờ mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý được giới thiệu trên trang báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, người dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xăm xì chuyện hai cán bộ ở địa phương này trúng tiền tỷ từ việc tìm đất công hoặc mua rẻ đất lấn chiếm rồi xây nhà bán cho người dân. Theo báo cáo của thành phố Bạc Liêu, từ năm 2008 đến nay, hai cán bộ này đã xây 22 căn nhà, bán được khoảng 3 tỷ đồng. Hiện họ đang tiếp tục làm nhà trên đất công để bán. Thông tin chi tiết được đăng trên trang 4. Còn trên trang 8 báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đáng chú ý với nhan đề quyền im lặng không chỉ là không khai báo. Bài báo cho biết, tại phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương mới đây, đa số ý kiến đề nghị ghi nhận quyền im lặng vào Bộ luật Tố tụng Hình sự để chống móm cung, ép cung, dùng nhục hình, gây quan sai, nhưng cần phải làm rõ khái niệm nội hàm. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh, nghi can có quyền không khai báo cho đến khi có luật sư. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán 2015 đã đến rất gần và thời điểm này thì hoa đã nở khắp mọi nơi. Và Đồng Tháp được xem là thành phố hoa thứ hai sau Đà Lạt đã trồng được các giống hoa xứ lạnh của Hà Lan, đặc biệt là hoa lily. Trên trang 12 báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người duy nhất mày mò quyết tâm trồng hoa lily ngay trên cái xứ nóng này là anh Trần Văn Phương ở khóm Tân Mỹ, Tân Quy Đông, Sa Đéc. Muốn tìm trồng cây lạ, tạo một thị trường mới, anh Phương đã mày mò trồng thử lily. Nay đã là mùa thứ tư. Anh Phương cho biết thêm, trồng lily ở xứ nóng rất khó, cũng năm ăn năm thua, nặng vốn sơ sẩy là tiêu liền. Loài này đổng đảnh với thời tiết lắm, lạnh quá thì chậm nở, mà nóng quá thì lại nở nhanh, hoa nở nhanh hơn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn điểm qua báo Người Lao Động. Khổ vì mua bảo hiểm y tế theo gia đình là tiêu đề bài viết đăng trên trang 7 của báo. Bài báo cho biết, luật bảo hiểm y tế sửa đổi đã có hiệu lực được một tháng. Nhiều người dân cho rằng quy định mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là bước lùi của quy định mới. Khác với trước đây, khi người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện, từng cá nhân trong gia đình được phép mua riêng cho mình, thì nay tất cả thành viên trong hộ đều phải mua. Nếu một người không mua thẻ bảo hiểm y tế, thì những thành viên khác trong hộ gia đình sẽ không được mua. Điều này đang gây khó khăn cho nhiều người. Dòng tiền đang chảy về bất động sản là tiêu đề bài viết được đăng trên trang 8 của báo Người Lao Động. Năm 2014, tăng trưởng tín dụng chung trên 7%, nhưng tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản trên 12%, dòng tiền đưa vào bất động sản nhanh hơn nhiều so với dòng tiền đầu tư vào lĩnh vực khác. Một tin vui cho bà con ngư dân ở Hoàng Sa, Trường Sa trong đầu năm mới này là được mùa biển bội thu. Trên trang 12 của báo Người Lao Động cho biết, những chuyến tàu trở về từ Hoàng Sa, Trường Sa trong những ngày này trúng đậm cá ngừ, cá thu và nhiều loại hải sản có giá trị khác. Nhiều tàu sau một tháng ra khơi đã câu được trên 50 con cá ngừ đại dương. Và trên báo Người Lao Động số ra hôm nay còn những bài viết đáng chú ý với các tiêu đề sau đây. Đêm trao giải Mai Vàng lần thứ 20 năm 2014, vinh danh 11 tập thể cá nhân, có bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng, cây trái độc đáo bán Tết, chờ hút bạc, hành xác Chúa Sơn Lâm. Quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin trên các báo số phát hành sáng nay. Còn sau đây thì mời quý vị cập nhật những thông tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Vĩnh Long sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên gió mùa đông bắc duy trì hoạt động mạnh trên khắp biển Đông, gây nên tình trạng biển động. Ở Vịnh Bắc Bộ thì có gió mạnh cấp 4, cấp 5, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Còn tại khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận cho đến Vũng Tàu được dự báo là có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thời tiết xấu trên biển nhưng trên đất liền Nam Bộ duy trì thời tiết tốt. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ được dự báo như sau. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Mỹ Tho, ngày nắng nhiều, có nơi nhiệt độ tăng cao sắp xỉ ngưỡng nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động từ 30 cho đến 33 độ. Đêm về sáng vẫn còn se lạnh, với mức nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ. Tại Cần Thơ và Rạch Giá thì chỉ có biến động nhỏ về nhiệt độ, nhưng không đáng kể, còn lại hầu như không có sự thay đổi. Trưa nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 30 độ, còn ban đêm giảm xuống thấp nhất từ 22 cho đến 23 độ. Tại Cà Mau và Phú Quốc, mây thay đổi có lúc nhiều mây, đặc biệt là về chiều. Trong ngày nắng ấm, với mức nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 31 độ, ban đêm ấm áp hơn các nơi khác, với mức nhiệt độ thấp nhất là ở mức 23 độ. Phần cuối của bản tin hôm nay là phần dự báo cho Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Hầu hết các nơi đều có nắng nhẹ, nên trưa nay nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 31 độ. Đêm về sáng, nhiệt độ giảm xuống, gần sáng sẽ có cảm giác se lạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 22 độ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Thân ái chào tạm biệt.